Thưa quý vị, chiều 30 tháng 1 năm 2023, trao đổi với báo Thanh niên, lãnh đạo công an huyện Thường Tính tại thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Đinh Văn Hùng, 59 tuổi, trú quận Hoàng Mai, Đỗ Tiến Đức, 32 tuổi, trú quận Hà Đông và Lưu Thị Hà, 34 tuổi, trú quận Hoàng Mai, Phạm Chí Công, 33 tuổi, trú huyện Thanh Trì, cùng thành phố Hà Nội, Trần Văn Điềm, 26 tuổi, trú huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên để làm rõ hành vi nhận hối lộ. Các bị can là lãnh đạo, nhân viên của trung tâm đăng kiểm 2915D, một trung tâm đăng kiểm tư nhân thuộc công ty trách nhiệm hữu hạng Hiệp Hà đóng trên địa bàn huyện Thượng Tính. Trong đó, bị can Đinh Văn Hùng là chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạng Hiệp Hà. Bị can Phạm Chí Công là giám đốc trung tâm đăng kiểm 2915D. Trần Văn Điềm, Lưu Thị Hà và Đỗ Tiến Đức là nhân viên nghiệp vụ của trung tâm. Bước đầu, các bị can thừa nhận, từ tháng 2 đến tháng 10 năm 2022, các phương tiện đến đăng kiểm có lỗi, không đủ tiêu chuẩn về hệ thống phanh và không đạt tiêu chuẩn khí thải bảo vệ môi trường, thì nhân viên trung tâm sẽ gặp riêng chủ xe yêu cầu đưa từ 200.000 đến 300.000 đồng để làm thay đổi kết quả kiểm định. Sau khi nhận tiền, các đăng kiểm viên sẽ cài số lùi để khi đo máy sẽ hiện kết quả đạt yêu cầu của hệ thống phanh. Còn lỗi tiêu chuẩn khí thải thì đăng kiểm viên sẽ che mắt cảm biến để máy xác nhận đạt tiêu chuẩn. Công an huyện Thường tính đang mở rộng điều tra vụ án. Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, trên địa bàn có 31 trung tâm đăng kiểm, trong đó có 6 trung tâm do Cục Đăng kiểm Việt Nam thuộc Bộ Giao thông Vận tải quản lý, 2 trung tâm do Sở Giao thông Vận tải Hà Nội quản lý, 3 trung tâm do Tổng công ty Vận tải Hà Nội quản lý, còn lại là trung tâm đăng kiểm của tư nhân và xã hội hóa. Tính tới nay, Công an đã phát hiện 11 trung tâm mắc sai phạm và khởi tố 10 vụ án, 86 bị can để làm rõ tội nhận hối lộ. Các bị can là những giám đốc, phó giám đốc, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của các trung tâm đăng kiểm. Bước đầu, công an xác định sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xảy ra từ nhiều năm nay. Mỗi trung tâm hưởng lợi bất chính hàng tỷ đồng. Sai phạm chủ yếu là nhận hối lộ để bỏ qua các lỗi không đủ điều kiện đăng kiểm như hệ thống phanh, tiêu chuẩn khí thải, đèn, trọng tải. Đặc biệt, các trung tâm còn sử dụng phần mềm để can thiệp vào hệ thống chỉnh sửa vòng tua, thay đổi thông số kiểm định khí thải đối với các phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải, chỉnh sửa ảnh trên máy tính để hạ chiều cao thành thùng xe tải, thậm chí đánh tráo ô tô khác vào để đăng kiểm. Tuy từng lỗi, chủ xe sẽ được bỏ qua khi bôi trơn từ 100.000 đồng đến 1,5 triệu đồng. Ước tính 11 trung tâm đã hưởng lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh niên theo địa chỉ thanhnien.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube Báo Thanh niên. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.